Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Chromebook. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Liên ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án huyện Chromebook tổng kết công tác phối hợp năm 2022. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tập huấn triển khai dự án 8. Bế mạc hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc tiểu học cấp huyện năm học 2022-2023. Tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi bậc mầm non cấp huyện năm học 2022-2023. Đảng ủy xã Tân Lập, Đảng ủy xã Chư Bâng, Đảng ủy xã Ngai tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Chương trình Xuân tình nguyện Tết yêu thương tại trường tiểu học Hoàng Diệu, xã Chư Né. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, vào chiều ngày 26 tháng 12, Liên ngành Công an, Viện Kiểm sát và Tòa án huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp năm 2022, triển khai chương trình phối hợp năm 2023. Dự có đồng chí Hoàng Kiên Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Năm 2022, Liên ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án huyện đã tăng cường phối hợp trong công tác, tổ chức thực hiện tốt việc xử lý nguồn tin về tội phạm, công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự. Các hoạt động tố tụng hình sự đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Năm 2022, cơ quan điều tra và Viện Kiểm sát đã phối hợp kiểm tra công an 7/7 xã trong việc tiếp nhận tố giác tin báo về tội phạm. Liên ngành đã xác định được 6 vụ án trọng điểm và tập trung điều tra, truy tố, xét xử, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Về tội phạm trật tự xã hội năm 2022, phát hiện và khởi tố 14 vụ trên 19 bị can. Tội phạm xâm phạm sở hữu kinh tế môi trường, khởi tố 12 vụ trên 15 bị can. Tội phạm về ma túy, khởi tố mới 12 vụ trên 20 bị can. Tổng số tin báo đã thụ lý 92. Cơ quan điều tra đã giải quyết 85 tin, điều tra vụ án hình sự 49 vụ trên 64 bị can. Viện Kiểm sát giải quyết theo thẩm quyền 38 vụ trên 47 bị can. Tòa án thụ lý 47 vụ trên 60 bị cáo. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã triển khai chương trình phối hợp liên ngành năm 2023, đồng thời dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Kiên Cường, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được năm 2022 trong công tác phối hợp liên ngành của ba đơn vị. Qua đó, đồng chí cũng bày tỏ tin tưởng, phát huy những kết quả đạt được trong thời gian tới, các đơn vị sẽ luôn đoàn kết khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, từng ngành chú trọng trong việc xây dựng đội ngũ công chức có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Ngày 26 tháng 12, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức hội nghị triển khai dự án 8, thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em giai đoạn 2021-2025. Thành phần tham gia lớp tập huấn là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ của 5 xã có buôn đặc biệt khó khăn, Bí thư chi bộ, buôn trưởng, trưởng ban công tác mặt trận, chi hội phụ nữ, chi hội nông dân, chi hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên, người cao tuổi, chi hội chữ thập đỏ, cộng tác viên dân số trẻ em y tế, tổ vay vốn, công an viên trong 18 buôn đặc biệt khó khăn của huyện. Mục đích của hội nghị tập huấn là nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ chỉ tiêu giải pháp triển khai dự án 8, định hướng hỗ trợ các xã triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung hoạt động nhằm đạt các chỉ tiêu của dự án 8 đề ra trong giai đoạn 1, nâng cao nhận thức, hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ chăm sóc phụ nữ trẻ em, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày, 26 và 27 tháng 12 năm 2022. Chiều ngày 23 tháng 12, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện tổ chức lễ bế mạc hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc tiểu học cấp huyện năm học 2022-2023. Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi khối tiểu học cấp huyện năm học 2022-2023 được tổ chức từ ngày 17 đến 23 tháng 12. Nội dung thi gồm 2 phần. Phần 1 trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang làm việc.
Phần 2, thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục, tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động giáo dục theo chủ đề. Về tham dự hội thi, có 44 thí sinh là giáo viên chủ nhiệm lớp của các trường tiểu học trên địa bàn huyện. Theo đánh giá, các giáo viên đã mang tới hội thi nhiều tiết dạy, tổ chức hoạt động hay, sinh động, thể hiện rõ nét sự đổi mới phương pháp giảng dạy. Nội dung được giáo viên đầu tư tìm tòi, sát với thực tiễn cuộc sống, giúp bài học trở nên sinh động, hấp dẫn, lôi cuốn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 2 giải nhất cho 2 giáo viên trường tiểu học Y Rút, 3 giải nhì cho giáo viên trường tiểu học Trần Quang Diệu, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Đình Trinh, 5 giải ba cho các giáo viên trường tiểu học Lê Lợi, Nguyễn Thị Minh Khai và trường tiểu học Nguyễn Chí Thanh. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 20 giải khuyến khích, công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi bậc tiểu học cho 44 giáo viên. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một tuần tổ chức các nội dung theo kế hoạch, hội thi giáo viên dạy giỏi bậc mầm non cấp huyện năm học 2022-2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Sáng ngày 27 tháng 12, tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện tổ chức lễ bế mạc hội thi. Với sự cầu tiến nghiêm túc và quá trình chuẩn bị công phu, các thí sinh đã mang đến hội thi những tiết dạy đạt chất lượng tốt, tạo được hứng thú cho trẻ em khi tham gia lớp học. Các phần thi có cập nhật quan điểm đổi mới, kết hợp nhiều phương pháp, nội dung giải pháp nâng cao chất lượng đã thể hiện được quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ thực tiễn của giáo viên, đáp ứng được yêu cầu đổi mới dạy học và giáo dục, phù hợp với đối tượng trẻ em và thực tiễn nhà trường. Biện pháp có minh chứng về sự tiến bộ của trẻ em khi áp dụng tại lớp và mang lại hiệu quả cao. Giáo viên có kỹ năng trình bày, thuyết trình tốt. Nội dung các giờ giảng đều bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức, đồng thời cập nhật kiến thức mới. Bài giảng thể hiện sự sáng tạo đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin linh hoạt, trình bày chặt chẽ, chú trọng phần luyện tập, thực hành, bài tập tạo hứng thú học tập cho trẻ em. Từ đó khuyến khích trẻ hăng hái tham gia các hoạt động, tích cực tương tác với giáo viên. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc mầm non cho 29 thí sinh tham gia hội thi, trao 21 giải cho các thí sinh đạt thành tích cao, đồng thời trao 2 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba và 11 giải khuyến khích. Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Nga, trường mầm non Vành Khuyên và thí sinh Nguyễn Thị Mai Hương, trường mẫu giáo Hoàng Anh đã xuất sắc giành giải nhất hội thi giáo viên dạy giỏi bậc mầm non cấp huyện năm học 2022-2023. Chiều ngày 26 tháng 12, Đảng ủy xã Tân Lập tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm 2022, Đảng ủy xã Tân Lập lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu theo nghị quyết ngay từ đầu năm. Đến nay đã đạt 16 trên 17 tiêu chí, riêng tiêu chí phát triển đảng viên chưa đạt. Tổng thu thuế phí và lệ phí đạt 162% kế hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 104%. Giữ vững 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng năm 2022, trong đó có 2 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 11 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt hơn 95%. Mặt trận và các đoàn thể, các trường học trên địa bàn xã đạt 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 2 đơn vị đạt xuất sắc. Đảng ủy xã Tân Lập cũng đề ra nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với 17 chỉ tiêu. Các chi bộ trực thuộc cũng đã đóng góp ý kiến về kết quả đạt được trong năm 2022, thảo luận các nội dung thực hiện nhiệm vụ và các chỉ tiêu đề ra năm 2023, chú trọng chỉ tiêu phát triển đảng viên. Kết thúc hội nghị, ban tổ chức đã trao giấy khen cho 2 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022, khen thưởng cho 8 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chuyên đề năm 2022. Sáng ngày 27 tháng 12, Đảng ủy xã Chư Bân tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Ngay từ đầu năm 2022, Đảng ủy xã Chư Bân đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, theo nghị quyết đề ra, đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, sản lượng cà phê đạt 14.364 trên 14.300 tấn.
Toàn xã có 13 công trình thủy lợi đảm bảo nước tưới cho cây trồng, thu ngân sách nhà nước 526.545.000, đạt 100,87% kế hoạch. Xã được công nhận lại đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng, hoạt động văn hóa thể dục thể thao trên địa bàn xã ngày càng phát triển đa dạng. Đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, công tác chính sách đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công được quan tâm, thực hiện đảm bảo kịp thời đúng quy định. Nhiệm vụ quân sự quốc phòng 2022 được triển khai thực hiện nghiêm túc, tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ huyện 2022. An ninh chính trị trên địa bàn xã được giữ vững ổn định, công tác phát triển đảng viên được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định, đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu phát triển đảng năm 2022. Có 23 trên 27 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4 trên 23 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 4 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022. Trong năm thực hiện 5 cuộc kiểm tra giám sát, phối hợp tổ chức 3 hội nghị tiếp xúc cử tri, trước, sau, kỳ họp thứ 3, 4, Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị đã thông qua dự thảo nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2022, đồng thời dành nhiều thời gian để các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến. Sáng ngày 27 tháng 12, Đảng ủy xã Anh Ngai tổ chức hội nghị tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ năm 2022. Trong năm 2022, Đảng ủy xã Anh Ngai đã chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết đề ra từ đầu năm, đạt 12 trên 13 chỉ tiêu, trong đó thu ngân sách đạt hơn 127% kế hoạch, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt hơn 113% kế hoạch. Có một chỉ tiêu không đạt là phấn đấu thêm một tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đều đạt kế hoạch đề ra từ đầu năm. Đảng ủy đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022-2025. Kiện toàn và bổ sung kịp thời cấp ủy chi bộ, góp phần phát huy vai trò của cấp ủy đảng trong thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2022, Đảng ủy đã tổ chức 9 hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản của đảng cấp trên, tiến hành kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng đúng theo kế hoạch đề ra, kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ đảng đối với đảng viên đạt 100%. Kiểm tra theo Điều 32, Điều lệ đảng đối với tổ chức đảng với 2 chi bộ. Đảng ủy xã Anh Ngai cũng thông qua nghị quyết thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với 14 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, ổn định chính trị, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tại hội nghị, đại diện huyện ủy viên phụ trách địa bàn bày tỏ tin tưởng tập thể đảng bộ xã Anh Ngai sẽ tăng cường tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần trách nhiệm của tổ chức đảng, gương mẫu thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Kết thúc hội nghị, ban tổ chức khen thưởng 2 chi bộ đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khen thưởng 16 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022. Sáng ngày 26 tháng 12, tại trường tiểu học Hoàng Diệu, xã Chân Né, đã diễn ra chương trình Xuân Tình Nguyện, Tết Yêu Thương dành cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường. Chương trình Xuân Tình Nguyện, Tết Yêu Thương là hoạt động được tổ chức hàng năm nhằm hỗ trợ các em học sinh nghèo, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có một mùa xuân ấm áp đủ đầy. Dịp này, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Buôn Hồ đã tài trợ trang thiết bị dạy học là 2 cột bóng rổ và 10 quả bóng trị giá 4 triệu đồng, tặng 10 chăn bông cho học sinh. Huyện đoàn Krông Búc kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ quà cho các em học sinh, gồm có Hợp tác xã Chăn nuôi Hoàng gia trao tặng 15 phần quà nhu yếu phẩm, Nhà khoa Tây Nguyên trao 2 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, Bất động sản Tân An trao tặng 19 áo trắng, Hội đồng đội huyện trao một suất học bổng tiếp sức đường dài trị giá 1,2 triệu đồng. Cùng với đó, trường tiểu học Hoàng Diệu cũng trao 14 máy tính bảng cho học sinh nghèo thuộc chương trình Sóng và Máy tính cho em của Sở Giáo dục và Đào tạo. Những phần quà mang ý nghĩa thiết thực sẽ là nguồn động viên to lớn cho các em học sinh trường tiểu học Hoàng Diệu có thêm điều kiện để vươn lên học tập tốt hơn. Những phần quà mang ý nghĩa thiết thực sẽ là nguồn động viên to lớn giúp các em học sinh trường tiểu học Hoàng Diệu có thêm điều kiện để vươn lên học tập tốt hơn trong năm học 2022-2023. Nội dung trên đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình Krông Búc hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.